Rồi chào anh em, nay mình lên sớm giải bán độ anh em ơi. Rồi mới rã chiếc Full 1 đời 2001. Rồi đời máy AT. Rồi vô thẳng vấn đề anh em. Hồi nay mình có rã mua rẻ thì bán rẻ anh em ơi. Đừng so sánh những xe trước nha anh em. Mình mua rẻ bán rẻ, nhanh lẹ, lời dài xị lời đi. Rồi trước tiên là bộ lửa qua lăng bộ lửa 201 anh em. Rồi qua lăng bộ lửa 201 anh em. Rồi khá đẹp nha. Thì làm cái. Rồi bên tông đẹp không cạ luôn nha anh em, từ bọng không cạ luôn, không mớp méo, không bể phở, còn hơn còn chấm sơn luôn. Cửa dài 201 nha anh em. Rồi đúng 201. Mày đòi máy Thái. Rồi dĩa đề đẹp. Dĩa đề còn khá đẹp nha. Rồi không dấu mỡ luôn, zin hết. Quá đẹp anh em. Khá đẹp. Rồi còn lửa luôn. Còn láng bóng luôn, chưa vệ sinh luôn, chưa lau chùi luôn nè, không lau chùi quá cái đẹp liền. Rồi đúng khu 1 nha. Anh em nhìn mã nhận nha anh em. Nhìn mã rồi nhận nha. Rồi bao di luôn. Dây mềm xèo luôn nè. Dây còn mềm xèo luôn. Rồi A6 là phụ 1 nha. Rồi đầy đủ ốc. Đầy đủ ốc nha anh em. Đầy đủ xin đề thằng lằn đầy đủ. Ốc á đủ cái gì gắn vô xài thôi. Rồi giá này là 1 triệu mốt bao ship nha anh em. 1 triệu mốt bao ship nha. Trước đề bán 1 triệu 3, 1 triệu 3, 1 triệu 4. Rồi 1 triệu mốt bao ship anh em. Wow, bộ lưỡng quá đẹp. 1 triệu mốt bao ship không lỗi lầm. Về chỉ xài thôi. Còn xè luôn anh em. Vì này dâu tay dơ nha. Chè ra đẹp. Rồi 1 triệu mốt bao ship anh em. Rồi cục mobin Full 1 đời 2001. Rồi đúng 21 nha. Rồi bao không nứt bể. Không nứt nha anh em. Không nứt. Bao sống luôn. Bao sống cho anh em. Đúng Full 1. Rồi lúc này anh em hay lên 110. Và cắt khúc này gắn y như 110. Ai đang biết xe 110 hay 200 anh em. Lưng vay 110 là thầy luôn nha. Rồi chụp mô duyên hình. Mất miếng này đây em ơi. Mất miếng này đây nha. Duyên luôn mà mất cái chụp này hoài rồi. Rồi 300 ngàn bao ship anh em. 300 bao ship. Rồi đồng hồ Full 1. Kim zin, kính zin. Kính mới thay nha anh em. Kính zin mới thay chứ không phải kính lô nha. Bao kính zin. Kính này bỏng tiền à. Rồi bao kính zin. Kim zin hết và đọc bình thường. Rồi bên trong như hình. Rồi không gãy luôn anh em. Hai này không gãy luôn. Ba cái không gãy luôn. Hoạt động bình thường nha anh em. Dây không cắt nối. Còn khá đẹp, chưa vệ sinh luôn. Về vệ sinh là lụm thôi anh em. Còn khá đẹp. Rồi đồng hồ đít đèn. Đèn lái nha. Không nứt bể. Có dơ bên trong. Anh em về tháo ra vệ sinh xài. Rồi khá đẹp nha. Rồi hai cái 350 bao ship anh em. 350 bao ship. Mua rẻ bán rẻ. Rồi cục đề tàu mới thay nha anh em. Mới thay nè, chưa sinh luôn nè. Rồi bao im bao mạnh cho em xài luôn. Rồi kèm cộng dây dây đề Full 1 anh em. Dây này mua cũng mất 1.000, 100.000. Nhiều khi anh em nhiều khi mấy chú bác thay cục đề rồi mất cục này nè, người ta gắn cục đề không gắn cục này vô, mất ổn. Rồi bán cộng dây tặng cục đề nha. Bán cộng dây tặng cục đề. Rồi 120 bao ship. Rồi sổ kỹ Full 1 còn khá đẹp nha. Tắt cửa đi. Sổ kỹ Full 1 còn khá đẹp. Rồi để sổ rẻ luôn, 100.000 bao ship luôn. 100.000 bao ship anh em. Còn khá đẹp nha. Rồi cần số vò đạp. Quá keng nha anh em. Còn khá keng nha. Rồi 3K. Mua rẻ bán rẻ. 8K chứ, 8K. Cần số quá đẹp. Còn ngay thẳng luôn. Rồi ở sau còn ga gió như mới luôn. Không, thầy pháp không, thầy bồ không, dính đất thổi ra liền không. Trời ơi như mới luôn anh em. Đó, nhìn nè. Như mới luôn, gai chấu như mới luôn. Này chủ xe trước đạp trước không trả sao nha. Biết chú tới thôi không biết trả sao. Rồi khá đẹp luôn, rồi sổ rẻ luôn, 350 bao ship. Rồi cái này bán lẻ không là hết 300.000 nè, cái này không có 200 500 nè, rồi bán cái này là 350 bao ship combo, rồi lẻ thì khác nha, lẻ này 200, này 300, 500, rồi mua combo về 350.
Rồi dên 110 anh em, dên 110, dên này mới làm, thay bài đạn xịn, bài đạn Nike xịn, tay bao cứng bao kêu. Rồi đây có bị li ti thêm ơi, nhâm nhẹ li ti thêm, không ảnh hưởng nha, nè, li ti thôi, quá nhẹ luôn. Rồi nhìn kỹ mới thấy, nhìn kỹ mới thấy nha anh em. Rồi để rẻ lên là 750 bao ship, 750 bao ship, bao cứng về dùng liền luôn, dên như dên pha, bao cứng nha, bài đạn mới thay, Nike, mới ép. Bao cứng luôn, cứng ngắt luôn anh em, không rơ luôn, bao kêu luôn, 750 bao ship, quá rẻ nha anh em. Rồi bao số full 1, cốt nhông còn 99%, cốt nhông còn 99% nha anh em. Rồi cây này nhìn kỹ nhông anh em. Rồi còn khá đẹp nha. Rồi cốt tải là không nhâm nha, nguyên cốt số bên tải là không nhâm. Rồi cái này không nhông, quá đẹp anh em, 99%. Anh em thì bao anh em xài 20 năm nữa chưa thấy gì. Từ khi xài nhông chỉ tệ loại lô thôi, lô để mọn giật giật hư. Rồi đúng 3 đúng 4 chấu nha anh em, đúng 110 4 chấu nha. Rồi số 2 là em thấy còn có nhâm, nhâm dài 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 răng. Đây xem cái nhâm, có nhâm. Nhâm 3 4 răng, 4 răng nha anh em. 4 đầu răng nha. Rồi chỉ như đó thôi anh em. Rồi nhâm 4 răng, 4 năm răng. Đây nhâm 4 răng, đều nó 4 răng nha. Rồi anh em kỹ xem kỹ rồi mua nha, chứ em chỉ vậy rồi anh em về nhận hàng nói nhâm là em cũng không nào không có chịu đổi lại nha anh em. Em đã có chị trước rồi. Rồi giá rẻ như rửa luôn, 450 bao ship anh em. 450 bao ship cho cốt tải quá đẹp, 9900. Này nó không nhâm số 2 bán 6700 á. Rồi càng heo quá đẹp luôn, càng heo quá đẹp, trời như mới luôn trời. Rồi giá 450 bao ship. Đây cái đèn đó nó vô hè. Lòng. Lòng phải lòng. Ủa phải cái này, phải cái này không vậy? Phải cái này không? Dạ. Cái này phải không? Mới nhất được đây. Cái này đúng rồi, 12 đô rưỡi nè. Ờ, cái nấm chứ. Rồi lòng phu 110. Này là cốt 1 có 2 gì em chưa đo nha, cũng không biết luôn. Có sao rải ra bán vậy luôn. Anh em về đo nha, cốt 1 có 2 gì đó không biết chưa đo. Rồi tình trạng là trái còn như khá như hình. Trên xe em ru anh em, trên xe em ru à. Đó, anh em về chạy liền cũng được. Anh em gì muốn ngon nữa thay một bạc chạy lượm thôi. Rồi 600 bao ship gãy ốc anh em. Về lấy ốc là xài, lấy ốc ra thôi, phang lấy ốc ra. Rồi không gãy cánh gió. Không tua răng, không sơ mi. Rồi đổi nhà ốc thôi, 600 bao ship. Rồi đầu ET1. ET1 chất lượng hiểu rồi, kế TH luôn. ET1 là chất lượng dữ nha. Rồi vỏ còn đẹp, vỏ còn khá quá, màu khá quá nè. Nước nhôm còn quá đẹp luôn, về khỏi vệ sinh, về xịt nước chạy thôi. Rồi bên trong khá hẹp, rồi không vớt không phá nha. Không tuôn răng siêu mi, không gãy cánh gió luôn. Không gãy cánh gió luôn nha. Rồi đầy đủ nắp ET1 nha anh em, ET1. Rồi đầy đủ nắp như hình. Nó không gãy cánh gió luôn, về xài thôi. Này lon zin còn luôn nè, về anh em ấp xài thôi. Lon zin còn luôn. Rồi đi. Bán đầu full cam cò nha, rồi để quay cam cò cho anh em xem. Rồi cam cò còn quá đẹp anh em, quá đẹp, cam quá đẹp nha. Cam này em bao chưa mài. Rồi gói còn cao nha, không lúng nha, gói còn cao không lúng.
càng còn quá đẹp, lắng e luôn. Rồi cò còn vip nha, cò còn vip nha anh em, cò còn khá đẹp, không lúng nè. Đường giữa còn sọc, đường giữa chỉ sọc lúc ít lúng hơi ít thôi anh em ơi, đường giữa chỉ lúng nhẹ thôi, xe nào cũng vậy hết trơn nha, xe nào cũng lúng hết. Rồi nói chung là còn khá đẹp. Rồi đây loại cái đầu full cam cò như hình, 1,2 triệu bao ship anh em, 1,2 triệu bao ship nha, quá rẻ rồi. ET1 full cam cò, ắc mắc kiến này đủ, chỉ gắn là xài thôi, 1,2 triệu bao ship, cam cò còn ok lắm nha. Rồi IC nha, sạc nha, trùng mã nha anh em, 1.4 nha, T1.4 nè, đúng trùng mã nha. Rồi bán cục IC này là 4,5 triệu bao ship. Rồi để rắc còn đầy đủ nha, không gãy máu luôn nè. Rồi không gãy máu nha, rắc còn đầy đủ. Rồi 4,5 triệu bao ship anh em, T1.4 nha, đúng là nhận đúng mã này thanh toán nha, đúng mã thanh toán nha. Rồi bán bộ qua điện thoại luôn, cốc đề, rò le, rò đề đề, chớp sạc, đúng khung một nha. Rồi 2,5 triệu bao ship anh em, 2,5 triệu bao ship. Rồi cốc đạp có số full 1 anh em. Rồi còn đẹp nha, tại vì chưa sinh á, răng cỏ còn quá đẹp nè, răng cỏ còn quá đẹp luôn. Rồi full cây như hình nha anh em. Rồi răng cỏ ok nè, quá đẹp luôn nha, này quá đẹp luôn. Rồi đầy đủ cần gạt nha, gạt số như hình. Rồi 200 bao ship anh em, 200 bao ship. Rồi cốc đã con số 200 bao ship nha. Rồi lốc bơm mới đã luôn, chưa xin luôn, có sao để vậy, bán mọc thôi. Rồi rồi lốc bơm HVN. Rồi lốc nhớt là bao đẹp, không nứt bể, không tu răng sư, phim y, răng cỏ quá đẹp nha. Rồi hai răng cỏ đẹp hết nha anh em. Rồi không tu răng sơ mi, không bể, không vỡ. Rồi lốc bơm full 110 và bao không nứt bể, đợt HVN nha anh em. Rồi anh em nhìn cái răng của bánh bơm nha. Rồi không gãy không bể nha. Anh em nhận hàng rồi kiểm tra thả thanh toán nha em, để anh em về ráp gãy đồ thôi, em bị bán bể là em không có đồng ý nha. Cứ nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán thôi, đúng mã được thanh toán. Cáp là -1. Rồi lốc bơm 7,5 triệu bao ship, 7,5 triệu bao ship, bao rẻ luôn rồi. Rồi anh em gì xin nha anh em, em chưa xin nè, lốc có sao vậy, nhớ còn xài đẹp quá nè. Rồi 7,5 triệu bao ship. Rồi đổ đầu full 1 còn khá ok nha, còn khá đẹp nha. Rồi đầu láng bóng em ơi, như đầu chùa luôn. Rồi bao ngay thẳng không tuôn răng. Rồi kèm nắp nhớt. Rồi 200 bao ship, bộ đũa đầu kèm nắp nhớt 200 bao ship. Rồi cái nồi phun 1 này như người ta thay mới cái chuông em ơi, thay mới cái chuông đi nha, thay mới cái chuông nè. Rồi cái này còn nguyên, này như thay mới sao á, đúng rồi thay mới. Rồi nồi mới làm nha, còn khá ok nè, còn lắng nghe luôn, có sọc nhẹ thôi anh em. Rồi bố còn về cui, bố này là bố cứ có cước nha, bao bắt nha, đá số là dở đầu liền anh em. Rồi về cui luôn nè, còn về cui luôn. Rồi bố mới làm nha, nồi này mới làm. Rồi răng còn quá ok anh em, còn quá ok nha, ăn sọc nè, sọc còn quá ok luôn. Rồi sọc còn nhiều anh em. Hồi tối xe này quên thử anh em ơi, rã ra thì quên cho thử, rã đại luôn à, nên em không biết hú lại không. Tối thui quá tự nhiên hứng rã đại luôn, rồi không chạy thử. Thường thường là em rã chạy thử, này em tối không chạy thử à, có sao bao vậy nha. Anh thấy sọc nè, sọc còn hết răng hết nhông luôn nha, thiệt luôn. Cái này thêm đó là 70% là không hú á. Sọc nó sọc anh em, sọc nè, nồi quay kỹ cho anh em xài nha, coi nha. Sọc còn như vậy thì sao mà hú được anh em, nhưng mà em tối em không thử nên em không dám bao. Cái nào có thử mới dám bao anh em. Xe em thử hết nha. Rồi cái này uổng quá, tôi biết tối thử rồi, mất hết mấy trăm ngàn rồi anh em ơi. Tối nay vợ đánh nữa. Sao tối quên thử ta. Nè sọc anh em ơi, sọc không? Sọc vậy không thấy hú được nữa nha. Sọc vậy sao hú được anh em, thiệt luôn á, sọc vậy hú được. Tối quên thử anh em ơi, buồn ghê luôn, tiếc ghê luôn. Bộ nồi dày mà sao không thử. Quên, thường thường thử hết trơn, nay sao tự nhiên tao quên, lú rồi.
Trời ơi sọc như vậy nè mà sao hú được anh em. Trời nồi có làm rồi lên nha em ơi, có sao có vậy nha, nồi làm rồi nha. Rồi chuồng heo có ngắn nhẹ, có lúng nhẹ nè, có sao có vậy, có lúng nha, có lúng nhẹ nha. Rồi có sao có vậy. Rồi bao đồ dinh anh em hết. Rồi nồi này có làm. Rồi đầy đủ ốc nha anh em, đầy đủ ốc máng nhớt về gắn vô anh em ơi. Phe được đầy đủ luôn. Rồi bộ nồi này là báo thẳng đề là hồi tối em quên thử nên em không biết hú là không. Nhưng em có đoạn dấu cho anh em về gắn. Anh em làm hên thì anh em về gắn không hú, còn xui thì nó coi như là một cơn mộng, giấc mộng qua đi nha. Rồi giá bộ nồi là 5,5 bao ship anh em, 5,5 bao ship nha. Nồi này sọc, cái này là theo đó là 70% không hú. Nó em bán theo lâu năm là thấy nó sọc quá sọc không hú nha. Còn em bán là bao không là không bao hú. Tại vì không thử nên không biết. Rồi anh em thấy nào thấy ok thì mua nha. 5,5 bao ship. Rồi bộ chín nồi anh em, bộ chín, bộ bi chín nồi nha. Nồi ấy không có bán bộ ba bi nha anh em ơi. Chỉ bán nồi không, ốc với bán nhớt đầy đủ nha. Còn bộ bi chín bán riêng nha anh em. Anh em mua bộ nồi thì vô 200 ngàn, 250, em đồ đồ ba bi nữa. Sao em bán nổi anh? Rồi em chỉ bán như hình thôi, nồi như hình thôi. Còn ba bi chín nồi riêng. Rồi bố của dày cui anh em, bố này còn khá nè nha. Còn dày cui luôn nè. Còn găng cỏ còn nguyên viên nè nha anh em, không bể luôn nè. Rồi 150 bao ship anh em. 150 bao ship nha. Rồi cặp các chân full 1 anh em. Bao ngay thẳng nha. Bao ngay thẳng cho em xài. Rồi nói chung là còn nhân còn khá đẹp nè. Còn láng bóng luôn, còn đẹp quá đẹp anh em, không bị gì luôn, không cả luôn rồi. Tình trạng là cao su luôn, các chân zin hết nha. Zin hết. Nè. Rồi là zin hết. Rồi này nó bị lâu ngày nó bị quệt nhẹ em ơi. Sao vậy nè, quệt nhẹ nha. Anh em về chim lông đền xài. Hoặc là anh em thay cái mới nha, cái mới thì nó có độ đàn hồi hơn, cái này nó cũ quá rồi nó bị liệt rồi em ơi. Lớn. Mình già còn liệt nó chi cái ba cái này anh em, 20 năm rồi. Hai mấy năm rồi anh em ơi, 22 năm rồi nó phải liệt rồi em ơi. Em cũng muốn liệt rồi nè. Rồi đó, nó như hình hình em ơi. Về thay cao su mới là xài. Cao su mới là còn ngon anh em, nó không bị gì vậy nữa, này nặng quá nè. Không, thằng zin nặng quá nặng rồi nó lâu ngày nó bị teo cao su á. Rồi như hình nha. Rồi để rẻ luôn. 150 bao ship anh em, 150 bao ship nha. Đó, cặp bao nhôm này cũng tiền không nè, cặp bao nhôm này có 100 ngàn nè, đó, bán chỉ 150 bao ship thôi. Rồi cặp phục sau phục 1 nha anh em. Rồi chân phục còn rõ đẹp anh em, sơn zin luôn nha, này keo zin luôn nè, keo còn nguyên nè, rồi này bị cấn nhẹ sao á. Cấn nhẹ em ơi, này bị trầy nhẹ nha. Này chắc chở gì cấn vô á, rồi keo còn quá đẹp luôn, keo chân phục còn quá đẹp. Bao đúng phục zin theo xe nha. Phục hàng mới thì nó cao là ở đây, phục zin theo xe thì cao đó là ở trong đây. Rồi tình trạng như hình chưa sinh luôn. Chưa sinh luôn anh em. Này kỳ sinh ra nha anh em nè. Không, này dính nhựa nha. Kỳ sinh ra liền, đẹp liền, lóc lánh liền. Nói bao nhúng ngon cho em xài nha. Chưa vệ sinh luôn. Chưa tháo ở trong chưa biết luôn. Mà em thấy là chưa xì nhớt. Nó còn khô queo khô ráo nè em ơi. Chân phục còn khô queo khô ráo nha. Rồi bao nhúng ngon em xài nha. Anh em cứ nhận hàng ăn kiểm tra đi. Nhúng ngon thì nhúng giỏi thì em đừng lấy. Rồi phụ bọng dính hết nha em ơi. Ti dính nha. Ti zin hết. Rồi bao ti zin. Rồi em chỉ tháo ra chưa xin luôn, chưa biết bên trong sao luôn. Mà em thấy là không xì nha, không xì nha, thấy là không xì nè. Còn em chưa biết, chưa tháo bên trong luôn, tháo ra sao bắn vậy. Rồi inox còn đẹp anh em ơi. Inox còn đẹp nha, này sơn xi còn đẹp nha. Vậy cạo ra ra, này bị dính nhơ dính nhựa đường. Chưa xin luôn đâu. Rồi bao nhúng ngon nha, anh em kiếm cửa hàng cần ăn kiểm tra đi. Nhúng ngon thì lận, còn không ngon thì trả lại nha anh em, không vấn đề gì. Nó anh chỉ bán là bao nhiêu hình, chưa tháo ở trong nên chưa biết sao. Rồi bộ này nhúng là bao ngon. Rồi 4,5 bao ship anh em, thấy được thì mua ok nha anh em ơi. Chưa tháo ở trong nên chưa biết xịt hay không nha. Mà anh thấy là khô ráo. Nó bán như hình thôi, anh em thấy được tin tưởng thì mua. Rồi 4,5 bao ship, bộ này theo đó là đẹp nha. Chưa xin luôn. Rồi bô e full 1 anh em, bô e full 1. Chưa vệ sinh luôn, này sao rớt ra trời. Này anh mày rớt ra rồi nha. Về gắn vô xài nè, này đúng bao zin nè, hàng zin nha. Này rớt ra nha. Về em đi nặng vô xài thôi. Rồi bô e phu 1. Con xăng phu 1 chưa vệ sinh luôn. Rồi kèm theo bình xăng lô cho em xài luôn nè, bình xăng lô luôn. Bình xăng lô này em không bao gì nha, thấy mới thay thôi. Không bao gì luôn. Bình xăng lô bao gì nữa anh em, thấy mới cáo nè. Rồi bộ này là 150, 250 bao ship anh em, 250 bao ship nha. Giá như cô xăng bô e tặng cái bình xăng luôn. Rồi công cho anh em, trả công cho em vệ sinh á. Rồi 250 bao ship. Cô xăng bô e bình xăng con 250 bao ship.
Rồi cùi dĩa cái nhông nhông dĩa anh em ơi, gắn được full 1 nha, gắn được full 1 với anh pha nha. Rồi mà bên cùi dĩa lô đây, cùi dĩa lô nha. Ông nội nào cũng độc thiệt chứ. Rồi răng cỏ như mới em ơi, răng cỏ còn 80% á. Rồi giá Trung Quốc cho em xài luôn. Cùi dĩa còn nhông nhông dĩa. Rồi 100.000 bao ship anh em, quá rẻ rồi nha. Rồi mua bộ mua cùi dĩa tặng nhông nhông dĩa luôn, 100.000 bao ship. 100.000 bao ship, nhông dĩa quá đẹp nè. Rồi về dùng liền luôn anh em, gắn được quay nhỏ nha anh em ơi. 100.000 bao ship, gắn được rim luôn. Rồi nó lại là cùi dĩa lô nha anh em ơi, cùi dĩa lô nha. Rồi nhông dĩa quá đẹp nè. Rồi bán bộ nhông dĩa tặng cùi dĩa, 100.000 bao ship anh em. 100.000 bao ship tính ra còn có 60.000 anh em ơi, tiền ship hết 35.000 rồi. Rồi 100.000 bao ship cùi dĩa lô. Rồi bò ốc full 1 anh em. Rồi nói chung là ốc này còn khá đẹp nha. Rồi cái này khá đẹp nè anh em ơi. Rồi tặng cho anh em là chùa phá luôn, 6 cạnh luôn. 3 không lỏng chìa luôn anh em. Tặng phá trước phá sau 6 chìa luôn. Quá rẻ rồi anh em ơi. Rồi còn con tôm hết luôn. Con mét này nó bị hư cái nhông trong á, anh em về lấy nhông lô gắn đuôi em ơi. Nè cái khế nè. Đó, hàng bao hàng zin anh em xe nha, bao zin nha. Về anh em chế cháo gì nha anh em. Về này anh em thay cái nhông ở trong hoặc chế cháo gì nha. Này có hơi mòn xíu. Rồi như là bán bạc bán mốc. Hai cốt trước sau, cốt gấp, hai cốt treo máy, một cốt treo lồng, một cao su là hai cao su lồng. Xin cam đi đi luôn anh em ơi. Xin cam đi đi luôn nè. Xin cam còn mới cáo luôn, xe là mới làm mà anh em. Còn xin cam đi đi nè, có 100.000 rồi. Đi đi nha anh em ơi, đi đi nè. Rồi ổ phá trước sau, full nóc đầy đủ. Ốc thì nó có thiếu cái này nọ em, chứ em anh đòi hỏi 100 riêng không có nha anh em ơi. Trời ơi, lâu ngày ta cũng thay thôi chứ mà ốc thì máy thì bao zin, còn ốc áo thì có lai thì bình thường. Rồi báo số còn quá khá đẹp nè anh em, báo số còn khá đẹp nha. Báo số này người ta bán không có 100-200 ngàn rồi. Rồi bán bộ này là 300 bao ship anh em, 300 bao ship nha. Kèm phá trước sau 6 cạnh, 300 bao ship. Bát lồng, quyên sau, bát mặt nạ, rồi đầy đủ nhìn. Rồi gấp full 1 anh em. Rồi bọc sơn full 1 anh em ơi. Rồi đây có cắn nhẹ miếng nha nè, cắn nhẹ miếng nè, mớp nhẹ miếng. Rồi ở đây nó bị hơi xét miếng anh em, về sơn chống xét lại xài nha. Rồi bọc sơn là như hình còn khá đẹp, nó lỗi nhẹ thôi, mớp như hình miếng. Ở đây bị nổ sơn miếng anh em. Rồi ở dưới là không gãy luôn nè, không gãy luôn nha. Rồi bán như hình nha anh em ơi, như hình nha, rồi mặt dưới như hình. Rồi không lủng luôn. Khá đẹp nha, tem bọc còn nguyên si nè. Trước 250 sau 275 nha, đúng nguyên si nha. Rồi bán sao mà mặt tiền sao còn quá đẹp luôn. Rồi để đẻ luôn, 250 bao ship anh em. 250 bao ship nha. Này đây là đây bị miếng. Đây bị miếng. Rồi khá cọp nha, 250 bao ship. Rồi gấp full 1 anh ơi, gấp hàng mới nha, hàng zin mới nha anh em, mới thay luôn. Hàng zin mới mới thay luôn, khá mới luôn. Gấp này không mới không 700 ngàn cây á. 700 mấy gì anh em. Rồi bao không một lủng, hàng mới thay một lủng lại luôn. Bao hàng zin nha anh ơi, bao hàng zin nha. Đây là sơn chống xét trong con nè. Hàng zin hai lớp sơn nha, còn hàng tàu thì gắn cái thấy được lấy lớp sắt này nha. Rồi lớp sơn chống sắt này nó giữ chống xét dữ lắm anh em, màu xám mà dữ lắm. Rồi bao hàng mới, hàng zin mới chứ phải hàng tàu anh em. Bao hàng zin mới nha, mới thay luôn nè. Này mới thay chắc được vài tháng à. Còn mới cáo luôn chưa xin nè. Đó này mới không hết 700 ngàn rồi, 700 mấy rồi. Rồi bán rẻ đây là 250 bao ship anh em, 250 bao ship nha. Mấy chú mấy bác nào mà gấp một mà kiếm em nha mấy chú bác. Cần chi mua 700-800 ngàn mua ra. Anh em mấy chú bác alo một cái em là em ship tới nhà luôn nha, ship tới nhà. Ship tới toilet em đây. Anh em nhiều khi anh em đang đi cầu shipper gõ cửa toilet luôn á. Rồi 250 bao ship. Quá rẻ luôn rồi, thua phần nửa luôn, 1/3 giá mới thôi. Còn gì nữa mà chợ em ơi, gấp như mới nè. Rồi cặp phục trước full 1 anh em, phục trước full 1 nha. Rồi sơn zin chưa làm luôn nè. Số mộc số cột còn nguyên là si nè, chưa sơn luôn, hàng zin chưa sơn luôn. Tem phục trước còn nè anh em. Rồi ti phục bao đẹp cho anh em xài nha. Này cái này như có bị chớm nhớt nhẹ em ơi, có xì phết nhẹ thôi. Xì phết nhẹ nha. Rồi ti thì khá đẹp nha anh em, ti bao đẹp cho anh em xài. Ti bao đẹp nha. Rồi bao ngay thẳng luôn. Đây này em ơi, hàng zin ơi, còn chấm sơn luôn nè. Này này chưa sơn lại, chưa dặm tuốt luôn nha. KV của khu 1 để làm cái cây. Rồi còn khá đẹp nha anh em, còn khá đẹp nha. Rồi bao ngay thẳng. Rồi 400 bao ship anh em, 400 bao ship nha. Bán như rồi ớt thôi, 400 bao ship bao ngay thẳng cho em xài. Phục khu 1 trước, 400 bao ship.
Rồi chẳng 3 phu 1. 3 ngay thẳng. Anh em vào rim ở lòng anh em đang vào quay ok nha. Quay Thái, ZX hay là Alpha. Ok anh em ơi, cái này nó dày hơn nha. Này nó dài hơn nè, chạy xe đồng hơn, chắc hơn. Bao đụng luôn, đụng không không công phục không công luôn. Công phục thôi nha. Rồi sơn zin còn khá đẹp nè, chưa xin luôn. Có sao có vậy để vậy thôi. Mới rã mà chưa xin. Rồi 300 bao ship anh em ơi, ba ngay thẳng giam xài nha, 300 bao ship, bao zin đúng phu 1. Rồi 300 bao ship. Rồi bô phu 1 tăng qua nha anh em, tăng qua nha. Bô này khỏi nói rồi. Bô này là hàng chất lượng, 90 zin á, tiếng nổ bao hay cho anh em xài. Bô này mới thay nha, chưa chà rửa luôn. Rồi đây cắn có lột cắn cái ốc chân phụ miếng anh em, cắn chân phụ miếng nha. Không ảnh hưởng hay không lủng nha. Rồi cổ bô zin chưa thay luôn nè, cổ bô zin theo xe đi theo xe theo bô luôn, chưa thay luôn. Rồi trên đây như hình thôi, không lủng nha. Cổ bô zin luôn, đúng bò cổ bô zin luôn. Chưa thay cổ bô. Bô này là bao, bô này là bao ngon. Nổ tiếng zin là 90 tiếng zin nha anh em. Tăng qua nha. Hàng này hàng loại 1. Đít bô như hình. Rồi đít bô còn như hình, còn khá đẹp. Rồi bô này phải 400 ngàn một cây á. Rồi để rẻ luôn, 150 bao ship nữa anh em. 150 bao ship nữa. Quá mềm rồi. Rồi cản sau phu 1, ở lộn cản sau phu 1 anh em ơi. Nè chấm sơn còn luôn nè, mới tháo lần đầu luôn, chấm sơn còn luôn. Rồi hình thức là hai bên còn khá đẹp. Rồi nhìn kỹ em ơi, hai bên khá đẹp nha. Hai bên còn khá đẹp. Rồi mặt sau là có bị mờ như hình thôi. Mờ không xét anh em ơi. Này chở ghệ chắc 200 kg, đít bự quá bự, sao ngồi đăng cái nó lắc quá lắc lại nên nó mờ anh em ơi, thông cảm nha. Tại vì ông nội này có ghệ bự quá. Rồi 150 bao ship anh em. 150 bao ship nha. Cái này còn khá đẹp nên mờ nhẹ thôi. 150 bao ship. Bao ngay thẳng nha. Rồi ba ga giữa phu 1 anh em. Rồi còn đẹp nha. Nàng này mới thay nè. Phu 1 nè anh em. Phu chờ 1. Còn mới thay nè, không gãy không bể nè. Còn nguyên nè. Còn 7 đập chuột còn nguyên luôn anh em ơi. 7 đập chuột còn nguyên luôn nha. Rồi tối anh em ngủ anh em gài anh em ơi. Chuột bộ lên đập liền. Rồi không gãy không bể nha, không ngay thẳng qua ngay thẳng luôn nha. Rồi kèm theo là bộ bảo vệ inox phu 1 anh em. Phu 1 quay được nha. Này gắn vô áo với lại gắn vô cái cốt gấp anh em, không gắn vô góc máy nha. Gắn góc máy hư anh ơi, gãy ốc hết. Rồi bao ngay thẳng luôn, không gãy luôn. Rồi bán rẻ luôn luôn. Rồi bộ này để đẻm lên là 150 bao ship anh em, hai bao dây lốc máy, một cái ba ga giữa, 150 bao ship. 150 bao ship nha. Rồi thùng xăng phu 1 anh ơi, còn khá cọp nha. Sơn chiên còn nè, chưa tháo lần nào luôn. Rồi còn móc luôn. Còn cái lưỡi gà luôn nha anh em, như hình không gãy nha anh em, không gãy nha. Rồi đầy đủ bát như hình. Như hình thôi nha anh em ơi, như hình thôi nha, đầy đủ như hình ha. Báo xăng zin nè, còn đỏ lòm luôn. Rồi nắp zin luôn, còn đẹp quá anh em, còn đẹp quá nha. Rồi dây xăng zin nè, dây xăng vẫn xăng zin luôn. Rồi không một lủng. Khá đẹp chưa xin nha. Chưa xin này xin được đẹp lắm em ơi. Bên này khá cọp nha, nước xăng zin còn đen xì này nè. Nắp còn đẹp quá nè. Chứ chưa mở lần nào luôn. Đầy đủ lưỡi gà luôn anh em. Rồi 4 triệu đổ bao ship anh em. Thùng xăng phu 1 kèm bát, 4 triệu đổ bao ship cho em lên 110. Rồi cái này nó hơi mòn nhẹ anh em ơi. Này có hơi mòn nhẹ nha. Bên đây thì ok, bên đây thì hay mòn nhẹ. Rồi đường điện phu 1 cọp nha anh em ơi. Cọp nha, không cắt nối luôn. Không cắt nối luôn nha anh em. Rồi người ta có thay rồi cọc em ơi, thay thật cục mình có thay rồi nha. Rồi còn lại là bao không đứt. Bao không đứt nối nha. Có thay cái đầu cọc bình thôi. Rồi này là cục cốc đề lô luôn, cốc đề lô, thẳng cốc đề lô luôn. Rồi 150 bao ship cho cái bộ dây điện sườn phu 1 cọp. 150 bao ship anh em. Rồi lên bánh em. Cái nắp rồi. Gì? Nắp cái nắp kia đi. Đó. Quay áo có gì đừng bán áo. Chị lấy chà chà bớt cái áo đi, lao bớt cái áo đi.
Rồi bánh trước phu một anh ơi, bánh trước phu một nha. Này câm niền mới thay nè, còn đẹp nè, chưa vệ sinh, anh em vệ sinh là xài thôi anh em ơi. Này vệ sinh chà cái đẹp liền nha. Rồi để em chà thử cho anh em miếng nè. Đây em ơi, em mới chà thử cho anh em miếng nha. Còn quá đẹp anh ơi, quá đẹp luôn nha. Chưa vệ sinh nè, anh em về chà xài thôi. Như hình nha anh em. Nó quá đẹp luôn, còn lắng e luôn, bóng lưỡng luôn. Rồi câm niền zin nè. Câm thì biết zin không mà niền zin nha anh em. Ngày yếu anh em thông cảm. Rồi niền goxi zin nha. Nè goxi hàng zin anh ơi. Rồi bên trong còn như hình. Ok anh em ơi, niền mới thay nha, còn đẹp quá nè, chưa xét luôn một luôn. Rồi ở đây thì chân dồi thì nó hơi ngã ngã thôi, nó không có một xét nha anh em. Còn quá đẹp nha anh em ơi. Không. Mới chà nha miếng mà đẹp ghê không? Khác biệt không? Như quá đẹp anh em ơi, như nước vàng luôn. Quá đẹp luôn anh em. Rồi đùm như hình nha. Đùm còn như hình, đùm này chắc có sơn lại sao á. Rồi đĩa lô mới thay luôn nha, còn dày cui luôn. Đĩa lô mới thay còn dày cui luôn. Rồi bán chung cái bánh sau anh em ơi. Rồi quạt bánh sau phun mỏng đó anh em ơi. Hàng VIP anh ơi, hàng này hàng tiễn chọn nha. Rồi niềm mới thay luôn nè, trùng cái bánh trước luôn. Niềm mới thay luôn nha anh em. Này cặp niềm này không hết 8 chính sĩ rồi. Không, goxi luôn anh em ơi. Niềm này cặp niềm trước sau có 8 chính sĩ rồi, 1.4, 1.6 nha. Đùm thì em bao VIP em xài, đùm thì quá để khen nha, không gì để nói. Niềm dày được đùm cái nào đây. Trời sao kỳ vậy, sao bể rồi. Thôi bể em ơi, bể em ơi. Trời ơi chết rồi, bán cái này mang tiếng tâm chết. Sao bể đây trời. Rồi bán cái niền sau luôn ơi, cái niền sau kèm cái bánh trước luôn nha. Hàng trời bán cái đùm vậy chết rồi, sao gãy tan ban vậy. Rồi cái bánh trước kèm cái niền sau. Rồi 500 bao ship anh em, 500 bao ship nha. Quá rẻ anh em ơi. Cặp niền hết 7-800 rồi. Rồi cái bánh trước kèm cái niền sau 500 bao ship. Này chỉ cắt lấy cái niền thôi anh em ơi, câm đùm bỏ nha, đùm dày lấy làm gì. Rồi bán cái bánh trước kèm cái niền sau nè, niền cặp niền goxi luôn nè. Rồi 500 bao ship. Thiệt bao rẻ em xài luôn, cái này không mua vậy anh em. 500 bao ship nha. Rồi cặp vỏ nha anh em ơi, cặp vỏ 2 cặp vỏ 250 275 nha anh em. Thường gọi là 70 80 nha. Đó cặp vỏ trước phu 1 gắn được RS. Gắn xe 110 mới giờ anh em ơi. 250 275 nha. Rồi vỏ còn như mới nha anh em ơi, vỏ còn như mới nha. Đây nè. Như mới luôn nè, không dày cui luôn anh em. Dày cui luôn. Cam rô luôn anh em ơi. Hiểu này hiểu gì vậy trời. Hiệu qua xim rút như vậy anh em ơi, hiệu khó đọc quá. Đó, như mới luôn, cặp vỏ như mới luôn. Vỏ trước nha anh em ơi, này vỏ trước nha. Như mới luôn, kèm ruột. Rồi vỏ sau luôn anh em ơi. Chung một hãng luôn nha. Đây nè, như mới luôn nè. Em thấy không? Nè, cái độ vậy cái này nè, như mới luôn. Thay luôn một lượt nha anh em ơi. Rồi cái hiệu này hiệu qua rút vậy anh em ơi, khó đọc quá. Kèm vỏ ruột. Ruột như hình em ơi. Ruột thì lũng hay không em không biết, qua thấy còn cứng quá anh em ơi. Về anh em nói trời sao ruột lũng lỗ, em cũng mang tội em có biết gì đâu. Qua thấy còn cứng quá nè, chưa kiểm tra ruột luôn. Rồi như hình thôi, vỏ ruột mới thay. Rồi cặp này là 2.5 bao ship anh em, 2.5 bao ship nha. Cái vỏ này không hết gần 300.000, 200 mấy 300.000 rồi. Rồi bán cặp vỏ này là 2.5 bao ship nữa. Rồi mấy chú bác xa nhà xa quê vậy đó, hay lên tỉnh thành xa quá mua ruột thôi, đưa này xài anh em ơi. 2.5 bao ship. Rồi cặp này ship này hết 50.000 rồi. Tính ra còn 200 à. Quá rẻ. Rồi tiếp theo là bộ 4 món anh em ơi, 4 món nha. 4 món anh em ơi. Rồi 29 là một bị số Hà Nội nha anh em, 29 M9 nữa trời. Rồi 52 là một quá đẹp anh em ơi. 52 là tiền nha. 51 là con chó em ơi. Đánh chiều này đánh con chó lớn nha, chó vừa thôi. Chó này có 30kg à. Rồi đánh bao lô 51 thầy luôn anh em. Rồi 29 5251. Số quá đẹp anh em ơi. Hà Nội nha, bị số Hà Nội nha. 201. Rồi trùng em ơi. Rồi lóc à. Rồi số máy nha anh em. 0231936. 0231936 nha. Rồi số sườn luôn. Hai ba một chín không ba. Rồi 21903 nha. Rồi sườn là bao đẹp cho anh em xài. Sườn là ngay thẳng nha.
Rồi coi cái đẹp đi, cái kia không có dễ gì hư. Rồi sườn là bao đẹp, này đất sình nha em ơi, đất sình chưa sinh. Này đất sình nha em ơi, đất sình nha, đất sình này. Rồi bao không lũng luôn, này đất sình như phải rồi em ơi, ống đồng à, quá đẹp luôn. Ống đồng bao ke nha, này đất sình nha, chứ phải lũng nha em ơi, bao không một lũng nha. Rồi bao không lỗ luôn, sườn này bao không lỗ cho em xài luôn. Sườn này như mới luôn anh em, như mới luôn. Sườn như mới luôn nha anh em. Rồi 1 triệu bao ship anh em. Với cái cửa hàng bao đi chấp trọn đời cho em xài nha. Ai cho chấp em hoàn tiền cho em xài luôn. Hứa nói là làm nha anh em. Bao ngay thẳng. Rồi 1 triệu bao ship anh em. Với cái cửa hàng bao đi chấp trọn đời. Rồi áo phu một anh ơi. Ai gần nhà lại em cho luôn nha. Ai gần nhà lại em tặng luôn. Rồi còn đẹp nè. Không gãi không bể luôn nè. Còn đẹp luôn. Móc còn nguyên luôn nha anh em. Còn nguyên luôn nè. Ai gần nhà là em tặng luôn. Tiền ship này cao em không cho em giống không quán hàng mệt đó mày. Rồi hai cái ốp sườn nè, còn quá đẹp luôn em ơi, long lên luôn, không gãy không bể luôn, như mới luôn, đầy nhẹ thôi. Rồi như hình nha. Rồi anh em gần nhà lại em tặng luôn, cho em đi phê được đầy đỏ khác rồi, nó này nãy đau hỏng quá. Rồi cảm ơn em nha, thấy được gì chốt nha anh em. Rồi xin chào anh em, hẹn gặp em vào tối nay anh em ơi.